Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ngày 25 tháng 6, kênh Telegram Sevastopol KP đã đăng video quay từ camera giám sát ở bãi biển tại bán đảo Crimea, ghi lại khoảnh khắc các quả bom con liên tiếp rơi xuống và phát nổ ở nơi có nhiều người tắm biển vui chơi. Trong video được nhiều hãng tin Nga đăng lại, những tiếng nổ trên bầu trời khiến nhiều người dân trên bãi biển đồng loạt bỏ chạy, một số bị vấp ngã trong lúc tìm cách thoát thân. Đây được cho là những quả đạn con từ tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Ukraine phóng vào Crimea hôm 23 tháng 6, sau khi đạn mẹ bị đánh chặn trên không. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 23 tháng 6, lực lượng Ukraine đã phóng 5 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS mang đầu đạn chùm vào thành phố cảng Sevastopol tại Crimea. 4 quả bị phòng không Nga bắn hạ sau vụ nổ từ đầu đoạn phân mảnh của tên lửa thứ 5 đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường. Giới chức Crimea sau đó cho biết sự việc đã khiến nhiều người thương vong. Nga tuyên bố Mỹ phải chịu trách nhiệm với vụ tấn công, khi không những cung cấp tên lửa ATACMS để Ukraine sử dụng trong vụ tập kích, mà còn trực tiếp thiết lập tọa độ bay của các quả đạn, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh. Sự tham gia trực tiếp của Mỹ đã khiến dân thường Nga thiệt mạng, điều không thể không hứng chịu hậu quả. Nga cũng đã triệu đại sứ Mỹ để bày tỏ phản đối, trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Mỹ và Ukraine sẽ bị thiêu rụi trong địa ngục vì gây ra vụ tấn công ở Crimea. Đáp lại người phát ngôn Lầu Năm Góc, Charlie Diaz khẳng định Mỹ không liên quan sự việc do Ukraine tự chọn mục tiêu khi tiến hành hoạt động quân sự. Một phát ngôn viên của Nhà Trắng nhấn mạnh bất cứ thương vong về dân thường nào cũng đều là thảm kịch. Trong khi đó, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak ám chỉ rằng bán đảo Crimea là mục tiêu quân sự hợp pháp. Ông nói Crimea là một trại lính và nhà kho quân sự lớn. Tại đây có hàng trăm mục tiêu quân sự mà Nga đang tìm cách che giấu và ngụy trang. Năm ngoái, Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine số lượng không xác định tên lửa ATACMS phiên bản M39 mang đầu đạn chùm. Nó có tầm bắn 165 km. Đầu đạn chứa 950 quả đạn con M74 được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính. Khi kích nổ, tên lửa phát tán các quả đạn con trên diện tích gần 110 km2. Có thể gây sát thương trên diện rộng với người và phương tiện, Nga từng nhiều lần chỉ trích Mỹ chuyển đạn chùm cho Ukraine. Hồi tháng 3 năm nay, Washington đã chuyển giao cho Kiev biến thể ATACMS có tầm bắn xa hơn là 300 km, nhưng không rõ là phiên bản dùng đạn chùm hay đầu đạn đơn nhất. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ và đồng minh khi ông chủ điện Kremlin cảnh báo chuyển vũ khí tầm xa cho các nước đối tác để tấn công phương Tây. Theo đó, bên lề diễn đàn kinh tế ở Saint Petersburg hồi đầu tháng này, Tổng thống Putin tuyên bố nếu phương Tây cho rằng có thể cung cấp vũ khí tầm xa tới chiến trường Ukraine để tiến hành các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga, tại sao chúng tôi không có quyền gửi những thứ tương tự tới một số vùng lãnh thổ nơi chúng có thể được dùng để tập kích cơ sở nhạy cảm của họ? Nga từ lâu đã phản đối việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và nhiều lần cảnh báo có động thái đáp trả hành động của Mỹ cùng đồng minh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông Putin công khai đề cập phương án cung cấp vũ khí cho các đồng minh, đối tác của Nga để tấn công lợi ích của phương Tây. Lời cảnh báo được tung ra trong bối cảnh Mỹ và đồng minh gần đây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa mà phương Tây cung cấp để tập kích mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga nhằm đối phó chiến dịch tấn công ở Kharkov. Một ngày sau tuyên bố của ông Putin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Moscow sẽ khiến Washington và đồng minh nếm trải cảm giác cơ sở hạ tầng nhạy cảm bị các nước sử dụng vũ khí Nga tấn công. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng khẳng định việc cung cấp vũ khí tập kích lãnh thổ của Nga không thể không có hậu quả và những hậu quả đó chắc chắn sẽ xảy ra. Hiện chưa rõ Tổng thống Putin có dự định bố trí vũ khí Nga ở khu vực nào. Binh lính và vũ khí Nga đã được triển khai ở Belarus, một đồng minh của Moscow, trong đó có vũ khí hạt nhân chiến thuật. Belarus gần châu Âu hơn Nga, đồng thời giáp với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga trên biển Baltic. Nga cũng có lực lượng ở Syria, gần các căn cứ nơi lực lượng Mỹ hoạt động. Gần đây, Tổng thống Putin đã ngầm cảnh báo Mỹ và các đồng minh rằng Nga sẵn sàng trang bị vũ khí cho Triều Tiên nếu phương Tây tiếp tục cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí tinh vi để tấn công lãnh thổ Nga. Mặc dù ông Putin không nêu cụ thể loại vũ khí nào sẽ cung cấp cho Triều Tiên, nhưng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang mong muốn phát triển kho đầu đạn hạt nhân, tên lửa, tàu ngầm và vệ tinh. Đây cũng đều là những lĩnh vực mà Nga có lợi thế về công nghệ. Tổng thống Putin cũng cảnh báo Hàn Quốc không nên cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, coi đây là sai lầm rất lớn và Seoul có thể sẽ vấp phải đòn đáp trả của Moscow. Tuy vậy,
Các quan chức Hàn Quốc nói rằng họ vẫn cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev. Phó giáo sư khoa học chính trị Danny Nedan tại Đại học Toronto nhận định những cảnh báo của Tổng thống Putin khá mơ hồ vì không nêu cụ thể quốc gia nào mà Nga sẽ chuyển các vũ khí tầm xa tới. Ông lưu ý rằng các đối tác của Nga đều có chương trình tên lửa đang hoạt động và không cần nguồn cung từ nước ngoài, chuyên gia Nedan cho biết. Tuy nhiên không thể coi đây hoàn toàn là một trò đùa. Ông tin rằng tuyên bố của Tổng thống Putin không hẳn là một lời cảnh báo của nhà lãnh đạo Nga gửi tới phương Tây. Trong khi đó, nhà phân tích cấp cao về Nga tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, ông Oleg Ignatov nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu của Moscow, chuyên gia Ignatov nói. Moscow từng tuyên bố sẽ phá hủy vũ khí của phương Tây nếu chúng được gửi tới Ukraine. Bây giờ, ông Putin nói rằng Nga sẽ trả đũa chính các nước phương Tây. Đây là sự thay đổi đáng kể cho thấy cuộc chiến ở Ukraine đang có chiều hướng leo thang. Trên Zanedan cho rằng việc theo dõi thông điệp từ các quan chức Nga trong thời gian tới sẽ rất hữu ích. Liên quan tới thông điệp của Tổng thống Putin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC rằng Washington chỉ ủng hộ Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho một số mục đích nhất định, bao gồm việc giúp Kiev ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào vùng Kharkov. Ông Biden nói, chúng tôi không nói về việc cung cấp cho họ vũ khí để tấn công Moscow, tấn công Điện Kremlin. Mục tiêu chỉ là ngay bên kia biên giới, nơi đang được Nga sử dụng để tấn công Ukraine. Theo một số nhà phân tích, thông điệp của Tổng thống Putin không có nghĩa là Nga sẽ lập tức cung cấp vũ khí cho các nước khác để tấn công các mục tiêu của phương Tây. Các chuyên gia nhận định, đây có thể chỉ là đòn nắn gân của Moscow. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Xô cũ từ năm 1997 đến năm 2001, Stefan Zetanovic cho biết, Nga có thể đang bất mãn và điều đó có thể ảnh hưởng tới phán đoán của họ theo nhiều cách nguy hiểm. Nhưng thành thật mà nói, tôi khó có thể tưởng tượng họ sẽ làm điều gì nguy hiểm hơn những gì họ đang làm từ trước đến nay. Ông Zetanovic chỉ ra rằng, Tổng thống Putin không phải là quan chức Nga duy nhất đưa ra quan điểm về vấn đề vũ khí, ông Zetanovic bình luận. Việc Nga cảnh báo cung cấp cho các quốc gia khác những loại vũ khí có thể gây tổn hại cho Mỹ chỉ là sự thay thế cho các lời đe dọa leo thang hạt nhân vốn được Nga đưa ra trong suốt thời gian qua. Ông Zetanovic cho rằng phía sau hậu trường các quan chức Nga dường như khá ngạc nhiên trước những giới hạn mà các quốc gia phương Tây đặt ra cho các loại vũ khí mà họ gửi tới Ukraine. Những hoài nghi về cảnh báo của ông chủ điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh lời đe dọa của Nga về vũ khí hạt nhân dường như không còn sức nặng tới mức khiến phương Tây lo ngại. Theo chuyên gia Gideon Redman của Financial Times, những cảnh báo về xung đột hạt nhân của Nga vẫn không thể ngăn cản một số quốc gia NATO, bao gồm Mỹ, thực hiện bước leo thang mới nhất bằng cách cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga. Ông Redman nhận định, Mỹ và các đồng minh châu Âu giờ đây không còn quá lo ngại về lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga như 18 tháng trước. Việc Mỹ và các đồng minh sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong lập trường của phương Tây so với thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Khi đó, các nước NATO vẫn còn lo lắng về việc cung cấp cho Ukraine bất kỳ loại vũ khí tấn công nào có thể khiến xung đột leo thang với Nga. Trong suốt cuộc xung đột ở Ukraine, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã từng bước chấp nhận rủi ro lớn hơn để hỗ trợ Kiev. Nửa năm trước, các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn chưa sẵn sàng thảo luận về những thay đổi lập trường có thể làm, ít nhất là không công khai. Tuy nhiên, những bước tiến gần đây trên chiến trường của Nga và thái độ cứng rắn hơn của phương Tây đối với Moscow đã bắt đầu xóa mờ những làn danh đỏ. Trước đây, mỗi lần phương Tây cung cấp các vũ khí tinh vi hơn cho Ukraine từ tên lửa tầm xa, xe tăng cho tới máy bay chiến đấu, các cuộc tranh luận đều nổ ra, thậm chí gay gắt trong nội bộ phương Tây vì lo ngại mối đe dọa hạt nhân từ Nga. Tuy nhiên, sau nhiều lần các nước NATO vượt ngưỡng, Nga vẫn không hiện thực hóa các tuyên bố đe dọa hạt nhân của mình. Điều này giúp Liên minh phương Tây thực hiện các bước tiếp theo một cách dễ dàng hơn. Các chuyên gia phân tích cho rằng Tổng thống Biden dường như cho rằng hầu hết những lời đe dọa trả đũa của Nga đều không đáng tin. Sau nhiều lần đe dọa hành động chống lại các nước NATO nhằm đáp trả các hành động gây hấn, thậm chí cảnh báo Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, Moscow đã thực hiện rất ít hành động cho thấy xung đột có thể lan rộng hơn. Theo chuyên gia Ian Bremmer của Time, điều này có thể một phần do Washington dường như đã vạch ra những làn danh đỏ với Nga. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói, Mỹ đã nói với Nga rằng nếu họ kích nổ một quả bom hạt nhân ngay cả khi không khiến ai ngã xuống, chúng tôi sẽ tấn công tất cả các mục tiêu của họ ở Ukraine bằng vũ khí thông thường. Chúng tôi sẽ phá hủy tất cả. Tổng thống Biden cũng chấp nhận rủi ro lớn hơn với Nga vì ông không muốn bị cho là hành động yếu kém hơn các đồng minh châu Âu. Cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đều ra tín hiệu sẵn sàng cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Đan Mạch thông báo sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 để Ukraine có thể sử dụng xuyên biên giới.
Cuối cùng, sau hơn 2 năm xung đột, giới quan sát cho rằng không có sự leo thang nguy hiểm thực sự nào dẫn tới một cuộc chiến mà có thể khiến NATO và Nga đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, việc Mỹ và các đồng minh không còn quá lo lắng về thế trận hạt nhân của Nga không có nghĩa là họ hoàn toàn bác bỏ mối đe dọa này. Một số quan chức phương Tây vẫn lo ngại nguy cơ leo thang liên quan đến việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Hai tình huống mà Mỹ cho rằng Nga có thể chuyển sang xung đột hạt nhân là khi lực lượng Nga sắp bị đánh bại trên chiến trường, hoặc nếu quân đội Ukraine đe dọa Crimea, bán đảo huyết mạch mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2014. Theo các chuyên gia, Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân có sức công phá hủy diệt này cho mục đích mở rộng lãnh thổ. Thay vào đó, Moscow sẽ chỉ dùng chúng trong trường hợp lực lượng của họ phải rút lui và đối mặt với tổn thất nặng nề. Trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế hồi tháng 1, cựu quan chức Lầu Năm Góc và NATO, ông William Albuquerque cho biết Nga có thể cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược NSNV để buộc phương Tây tỉnh táo và giải quyết xung đột theo điều kiện của Moscow. Về phần mình, Tổng thống Putin gần đây nói rằng phương Tây sai lầm khi nghĩ Nga không bao giờ dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh với tình hình hiện nay, Moscow thấy không cần thiết phải sử dụng loại vũ khí này. Một số chuyên gia cho hay, rủi ro xung đột giữa Nga và phương Tây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vì các nhà lãnh đạo phương Tây không thể mong đợi Nga sẽ ngồi yên khi những cảnh báo của nước này liên tục bị phớt lờ và làn xanh đỏ có nguy cơ bị vượt qua. Theo Time, Nga có thể sẽ không tiến hành một cuộc tấn công trực diện vào một quốc gia thành viên NATO, nhưng có thể tìm ra những cách khác để khiến các nước NATO gặp khó khăn và bất an hơn.